Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Hoàng Peter. Hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn cho các bạn cách chọn nhạc cụ và cách phối một bài thánh ca cùng với nhau. Bởi vì là một số bạn có nhắn tin hỏi mình là giáo xứ của em có đến 3-4 người cùng đánh đàn và đôi lúc chúng em muốn cùng đánh với nhau một số bài thánh ca trong một số thánh lễ long trọng để cho việc tham dự thánh lễ được xuất sắc hơn. Vậy thì chúng em phải phối hợp với nhau theo những cái nhạc cụ như thế nào thì sẽ là hợp lý. Vậy thì hôm nay Hoàng Peter sẽ làm video hướng dẫn cho các bạn ha. Một số bài mẫu mình có làm và làm mẫu cho các bạn cách chọn. Ví dụ bài này, chúng ta có thể cần đến 4 người đàn. Ví dụ nhạc cụ thứ nhất chúng ta có thể chọn tiếng piano. Đây là tiếng quen thuộc ha, các bạn có thể đánh trên piano đàn hoặc là chọn lấy organ và chúng ta sẽ chọn tiếng piano. Thứ hai là sẽ là nhạc cụ violin. Nhạc cụ violin thì các bạn để ý là nếu mà trong xứ chúng ta có một người biết chơi violin á thì chúng ta có thể mời người ta cùng đàn với mình, hoặc là các bạn có thể lấy đàn organ và các bạn chỉnh cái tiếng violin cũng được ha. Cái tiếng thứ ba đó là cái tiếng mà pizzicato. Vậy thì cái tiếng này nó sẽ là cái tiếng mà của cái người chơi violin luôn ha, nhưng mà người ta sẽ bấm giống như là bấm trên dây á, và người ta sẽ gãi ở trên cái dây để cho tạo ra cái tiếng này. Các bạn có thể nghe mẫu ha. Cái tiếng tiếp theo là chúng ta sẽ dùng đàn hai tầng. Đàn hai tầng thì chúng ta sẽ dùng chân bát này. Đây là tiếng của chân bát. Hoặc là chúng ta có thể dùng tiếng string ấy, string trên đàn hai tầng hoặc là đàn organ tùy các bạn ha. Và cái tiếng tiếp theo chúng ta có thể chọn đó là tiếng triangle. Cái tiếng triangle này các bạn khi tham dự một số thánh lễ ở giáo phận các bạn sẽ nghe như là cái tiếng ở trong tiếng gõ chuông của thiên thần xuất hiện á, thì nó sẽ là một cái thanh kim loại ha. Cái thanh này ở trên mạng bán rất là nhiều, nó tên là triangle, thì sẽ gõ ra để tạo cái sự long trọng hoặc là giữ phách cho cái đoàn hát. Nói chung nó rất là hay. Các bạn có thể nghe những cái âm này và các bạn sẽ cùng phối nghe bằng phối mẫu một bài đắp cao mình làm mẫu, các bạn có thể tham khảo ha.